rồi. Anh đi làm sáng năm sáu mấy anh đi, rồi anh nghỉ bữa rồi anh trường nghỉ. Đi làm bằng cái gì? Anh đi xe buýt qua bển rồi mới lấy xe đi làm. Sao nay chị đi khám bệnh mà Phúc mà không đi theo rồi? Anh nói hôm qua mới nghỉ rồi, giờ nghỉ nữa anh không chịu. Ôi sao sáng đi khám bệnh mà chị thức trễ vậy? Em ăn ngủ uống thuốc rồi ngủ lại. Hả? Em ăn rồi uống thuốc rồi. Sao không điện cho em? Em đế nó dặn em. Hả? Đế dặn em nữa rồi em đâu dám mượn thoại điện. Rồi sao tối điện chị điện cho chị Tiên được? Ở đó là em nhắn tin em mượn điện thoại của thằng em con của bà dì Tư á. Nhắn tin hỏi. Lúc mấy giờ? Lúc đó cũng cỡ vô 9 mấy 10 giờ. Sáng nay không chịu biết mình khám bệnh mà sao không chịu mượn con của dì Tư. Em xuống dưới em sợ mấy anh lại kiếm không gặp. Bữa em nằm uống thuốc rồi nằm. Thì điện cho em ở đó thì đứng ở đó xài, em. Nó không xài sim. Thì mày đứng ở đó là em biết là chị ở đó em chạy lên sao kiếm không gặp là sao? Em sợ em. Hả? Thì đó em sợ mấy anh lại kiếm không gặp. Có nghĩa là chị đề điện chị đứng ở đó em chạy lên tới gì? Em nói em sợ là ví dụ em đang trên đường đi xuống anh lại kiếm không gặp mình đế hỏi mình đế thì đế nói em không biết em đi đâu. Tại vì hai cha em qua nè. Rồi Phúc đâu rồi? Anh đi làm. Sáng năm sáu mấy anh đi. Anh nghỉ bữa rồi anh chưa nghỉ. Đi làm bằng cái gì? Anh đi xe buýt qua bển rồi mới lấy xe đi làm. Sao nay chị đi khám bệnh mà Phúc mà không đi theo rồi? Anh nói hôm qua mới nghỉ rồi giờ nghỉ nữa anh không chịu. Đó. Thì không lẽ tự nhiên giao chị như vậy? Anh cũng biết từ anh nghỉ, anh không nghỉ, anh đi từ lúc 6 giờ mấy. Thì tối chị ngủ đến mấy giờ? Dạ. Mấy giờ mới ngủ? Cũng 11 giờ mấy. Hả? 11 giờ mấy mới ngủ. Ừ. Ôi trời, khám bệnh cho mình mà chị không biết chuẩn bị trước điện cho em đợi cho chị điện cho em. Rồi không qua vô nước biển đâu. Đâu đâu, cho em coi tay ơi. Hôm qua không có vô chích ở đây ngủ với đây. Hết nhiêu? Ở đó 60 và chỗ này chích rồi rẻ hơn. Nhiêu? 60. Hiện nay mà người ta bớt 20. Hiện nay còn nhiêu? Em đưa cho anh Phúc cái 500 đi theo để lại và bạn lấy xe sửa rồi dưới em trả tiền. Hả? Hôm qua em lấy tiền em ăn uống với em trả tiền cho người ta 250. Rồi với em đưa cho anh Phúc 500. Cho chiều cũng dư tiền đó anh đem về lại cho em. Rồi anh bỏ anh sửa xe cho anh lấy tiền anh làm luôn. Rồi Phúc có điện thoại gì không? Chưa. Vậy hả? Dạ. Chồng nó cũng có điện thoại. Rồi sao sửa xe không chịu lấy tiền của gỡ mẹ đó? Còn có mấy trăm đó. Bữa hổm mẹ cho em hết chịu rồi mà anh thấy mẹ cũng khổ không có lấy. Rồi sao mình làm mình phải tự sinh hoạt chứ? Mẹ thấy mẹ qua thăm á, mẹ thấy bệnh á, mẹ đưa cho 1 triệu, mẹ nói mẹ cho 1 triệu để vô công viện chút xíu. 1 triệu đó là của chị Tiên á. Tiên. Ừ. Rồi mẹ đưa thì mình hư xe thì mình lấy tiền, tại sao chị đưa hết 500 nữa rồi, tiền đâu xài? Tiền, nhiều anh đem về cho em mà. Em đâu có biết là... Sao chị không đưa 200 thôi? Em tải tấm 500 sáng sớm. Hôm qua anh đưa 2 tấm 500 đó. Sáng sớm em đâu có biết nữa rồi. Hôm qua em dặn là Phúc đi chung với chị chứ đừng có gì lo liệu cho chị, ai là người thân cho chị rồi sao? Hôm qua em có dặn không? Tình trạng này mới rối nè, đi khám bệnh mà không có người thân là hơi bị rối á. Người có đem giấy tờ gì không chị? Không đem giấy chứng minh rồi sao mà biết? Căn cước của chị theo mới được. Rồi bây giờ là như thế này. Sáng nay á là em đợi cuộc gọi của chị. Tại vì khám bệnh mà cái sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Mà em không thấy một cuộc gọi nào của chị sáng nay là 5 giờ mấy là em thích rồi. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là em muốn đi á là Phúc đi cùng với chị. Để mà có gì thì vợ chồng với nhau thì lo lắng với nhau. Em thì hỗ trợ về thay mặt mình Quân hỗ trợ về kinh phí cho chị khám bệnh để biết kết quả sức khỏe của mình sao. Mà cái tình hình là sáng nay là em không thấy là chị quan tâm gì đến sức khỏe mình. Và chồng của chị cũng Phúc cũng bỏ luôn để giao cho em. Thì chị nghĩ sao? Anh nói anh cũng mới nghỉ hôm qua rồi bữa nay anh phải đi làm.
Rồi em nói em sức khỏe em thì chắc em cũng muốn khám cho có kết quả có bị gì không chứ trong mình em nói chung là chỉ có bị gì nhức đầu chóng mặt thôi. Ừ. Bác sĩ hôm qua bác sĩ chích bác sĩ nói sao? Em cũng bị do suy nhược. Suy nhược cơ thể. Một là thức khuya quá. Không, thiếu canxi với bị suy nhược. Có cái gì? Thiếu canxi với bị suy nhược. Có đo huyết áp thử không? Có, đo bữa hổm thì thiếu rồi vô nước biển mấy bữa nay thì huyết áp lên 11 lại. Thiếu canxi với lại bị suy nhược. Dạ. Rồi chị nói chuyện với em, tụi em sao muốn khóc là sao? Đừng có khóc đâu. Dạ hả? Dạ. Con mắt của chị sao kỳ vậy? Mới ngủ lúc vậy, em vội nãy giờ. Ừ. Phút sáng nay nói sao mà chị không chịu ngăn cản lại? Em kêu ở lại, nó mới nghỉ hôm qua rồi. Rồi giờ hôm nay nghỉ gì nữa, thôi qua bển thẳng lấy chiếc xe đi làm luôn. Ừ. Người ta nghỉ thêm ngày nữa có sao đâu. Anh nói đi lấy chiếc xe thẳng đi làm. Lấy chiếc xe Phúc có điện thoại không? Không. Không có điện thoại? Dạ. Giờ, chiều nay chạy xe về đây đúng không? Dạ. Chiều nay là Phúc chạy xe về đây. Dạ. À. Và cái vấn đề nữa là khi mà khám bệnh cho chị đó là các bạn thì cũng đã hỗ trợ cho chị khám tổng quát xong hết rồi đúng không? Dạ. Thì bác sĩ nói sao? Bác sĩ nó bị hen chó. Hen gì? Hen chó hay gì đó. Sáng chó hả? Rồi lúc đó là có uống thuốc điều trị không chị? Dạ không. Rồi chỉ có bác sĩ là vô nước biển cho em 4 ngày. Ngày anh trai là lúc em mới về. Chứ không có chỉ mua thuốc gì em đâu có biết là bị. Chỉ nói là bị gì không. Hôm qua nay thì tụi em gác công việc ở lại đây với chị nè. Tụi em cũng còn một nhân vật cũng quan trọng để mà làm gấp. Nhưng mà em ở lại đây với chị đi, sáng nay cùng với chị với Phúc đi. Mà bây giờ không có Phúc thì ví dụ bác sĩ hỏi người thân đâu sao. Nó quát là một là thử máu nè, hai là chụp hình nè, ba là siêu âm nè, bốn là thử nước tiểu nè. Dạ, có cái đó có. Đo điện tim, huyết áp được hết luôn. Trong bệnh viện có máy. Khám tổng quát thì bệnh viện nó mới làm chính xác được chứ đâu có một cái... Đó là bữa hổm hình như. Chị thấy trong mình của mình sao? Chỉ có nhức đầu chóng mặt đó không à. Nãy đang nằm hoài. Sáng nay chị ăn gì rồi? Dạ em ăn bánh canh rồi uống thuốc rồi. Ăn bánh canh thì sao thử máu được? Không biết. Ăn bánh canh. Thử máu được sáng không được ăn uống thì chị thử được. Biết. Em sáng em thấy đau hơi đói em ăn miếng bánh canh ăn cũng có được nhiều ăn miếng rồi uống thuốc. Uống liều thuốc vô nằm anh vô qua cửa đứng dậy là say sẩm mặt mày. Thì sáng nay chị còn nhiêu tiền? Dạ. Tiền hôm qua thì em chích thuốc chứ em trả tiền cho người ta hết 250 với chích thuốc hết 60 là 301. 301 rồi hả? 200. Trả ai 250 chị? Trả anh em dắt anh đi. Hả? Em dắt anh đi. Gì? Em dắt anh lại cái người em trả. Mượn lúc nào á? Hả? Mượn. Em kiểu mượn lật giặt xài á. Tặng 20 gì đó rồi đâu có tiền thì mình trả người ta chứ hết tiền. Rồi em của bạn của Đế thì mượn tiền của chị 3.5 triệu gì đó trả chưa? Còn 1.5 triệu đòi hoài không trả. Hả? Còn 1.5 triệu đòi hoài không trả. Trả 2 triệu rồi. Không phải, nó mượn 2.7 triệu. 3.7 triệu mà nó trả lần 200, 200, 200, 200 nó cứ trả lắc nhắc gì trả rồi. Trả được hết nhiêu rồi. Trả em bỏ cho nó hết mấy chục, mấy cỡ trăm gì nữa rồi còn 1.5 triệu hỏi hoài nó không chịu trả. Bây giờ trả hết là 2.2 triệu rồi. Dạ. Là em bỏ cho hết 100. Mà trả hết 2.2 triệu trong thời gian qua là 2.2 triệu rồi, làm gì hết rồi. Nó trả không phải trả lần cái một lên 50, 100, 150, 100 chứ không phải trả những cái một rồi tiền. Nếu như mà trả năm 100 thì là trả 102.2 triệu là trả nhiêu ngày mới hết chị biết không? Không phải, ý em nói là nó trả 50, 100 nó trả lắc nhắc. Rồi em bỏ cho nó nữa rồi nó quên, nó nói là nó trả rồi. Nhiều khi bây giờ em hỏi nó nè, mà giờ nó nói không có. Nếu không có tiền trả một ngày 100 là trả 22 ngày mới hết. Ý em nói anh nghe. Nó thì
nó quên, không phải là nó trả mình một ngày đâu anh, một ngày nó trả, một ngày nó không. Cái này là em đang nói lên mạng đó. Dạ em cũng đang nói lên mạng luôn, là một ngày nó trả, một ngày nó không. Ừ. Mà hỏi hoài nó không có hoài. Vậy là trong vòng thời gian chưa đầy 10 ngày thì chị đã sử dụng số tiền là khoảng 4 triệu mấy rồi. Đâu cái mẹ của chị cho hết 1 triệu. Dạ. Em gửi 1 triệu để gửi trả 2 triệu 2 nữa là ra 4 triệu 2 rồi. Tiền trước đó em gửi cho chị thêm 600 nữa là 4 triệu 8. 4 triệu 8 mà cái tiền nào của bạn để mượn là trước cái lúc anh Phong đưa tiền á. Mượn trước lúc Phong đưa tiền nhưng mà sau này mới trả đúng không? Dạ. Sau này thì mới trả. Dạ. Thì có nghĩa là trong vòng 10 ngày chị xài hết là 4 triệu 8. Nhưng mà em xài không có tới cái số tiền đó. Tại vì bạn đó trả chỉ là không có đúng số tiền đó. Rồi cãi lộn, cãi không có lợi. Rồi em không có biết cãi nhiều đâu. Cãi người ta nói em trả, giờ người ta nói trả hết. Giờ em cũng ừ nữa. Bây giờ tiền đó em nói lần đấy nó không đòi giùm em thì em cũng bỏ luôn, chứ em không đòi được nữa đâu. Vậy lúc đó là sao mà chị cho mượn? Đế nó cho mượn đi không sao đâu, có gì từ từ nó trả lại từ từ. Chứ nhưng mà chị biết tiền nó Mạnh Thường Quân cho mình không? Em cũng biết. Tới bữa đó em có dám nói đâu, em nói với mẹ chồng cho mẹ chồng em nghe, rồi mẹ chồng em mới nói lại cho chị Tiên nghe. Chứ em cũng có dám nói ra mất công em nói em đưa nó lên mạng này chị nói xấu mà em thật sự lắm. Bỏ qua cái chuyện nhà mình qua một bên đi. Tổng ra là chị vô mấy chai nước biển rồi chị? Dạ. Bốn vô bốn năm bữa, bốn chai. Bốn năm chai? Dạ. À. Có mua gì ăn uống bồ lỗ không? Có, em thèm trái cây, em ăn trái giải, cái này cái kia. Mỗi ngày chị sinh hoạt bao nhiêu tiền? Dạ. Thì có chồng em nhà, thì không có chồng em nhà thì hai chồng cũng trăm mấy. Còn chồng em đi làm là đổ xăng, anh ăn riêng, còn em ở nhà cũng 70-80. Phúc làm về có đưa tiền cho chị không? Hả? Làm thì em kêu anh gỡ cho mẹ ảnh đi, đừng hỏi để dành mua chiếc xe lại cho ba mẹ ảnh. Tại ba xe ba mẹ ảnh lúc trước em với anh Phúc làm mất rồi. À, thì sáng hôm nay là tính hẹn chị như vậy. Bây giờ không có Phúc nè. Rồi chị ăn sáng gọi là khám kết quả nó không có chính xác. Bây giờ là bữa nay em tính nán lại em ở đây làm đợi chị nè. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là khám bệnh của chị sẽ dừng lại. Yeah. Ha. Rồi có thể là em sẽ ở đây đợi tới chiều coi gặp cô Phúc coi Phúc nó xử lý sao. Yeah. Rồi chiều nay khi nào Phúc về á, yeah, thì chị điện lại cho em. Yeah. Ha. Chứ bây giờ không có cái cách nào mà để giải quyết cái chuyện của chị hết á. Yeah. Chị có gì muốn nói không? Dạ. Yeah. Cái máy chị văng ra cái sim chị còn lấy lại được. Ồ, có lụm lại hai cái sim. Yeah. Đây, có sim nó dính ở trong mấy cái đó. Dạ. Yeah. Mà em lấy đồ em chọt ra rồi. Chọt ra em để. Với cái sim của em cũng có mua đăng ký rồi. Bây giờ mua cho chị Duyên cái điện thoại ấy á. Điện thoại nhỏ chị hay để liên lạc với chị á. Chứ chị xài cái loại kia thì lâu quay cũng có thể rất bể nữa. Chị đâu muốn là chị muốn coi YouTube mà. Đúng không? Dạ. Chị muốn cảm ứng để coi YouTube mà hả? Dạ. Ừ, không có. Dạ. Không có thì thôi. Không có rồi. Chị nói sao? Có thì coi, không có thì thôi, không có rồi hỏi. Có chị Tiên lâu lâu có vô nét, vô mọi người hỏi nhắn tin cho chị Tiên cũng được. Em không biết cái cách chị trật té như thế nào mà nó văng cái màn hình, văng như cục cái đó là nó bị sức cái màn hình ra, em muốn sức cái màn hình trước rồi sẵn rồi. Tại vì em với anh Phúc có cãi lộn, có đập, anh Phúc có đập anh làng, em có nói cho chị Tiên nghe. Rồi đập, dạ, rồi con gắn, nó còn xài được, bởi nó bung cái màn hình, nó còn bung ra, chỉ nhờ là có cái đít cái sau lưng, cái vỏ sau lưng đó. Nếu mà không có cái đậy cái vỏ lại là cái màn hình xài không thấy. Rồi cái anh Phúc bữa em té mới văng ra, mới gỡ sức cái màn hình ra luôn. Rồi giờ em mới khự nại ra lặng lấy cái đồ, lấy cái sim ra. Văng cầu pin lên luôn? Dạ. Chị té sao mà nó văng ra xa như vậy? Là anh Phúc anh đập vô tường nó dội ra. Dạ. Không, ý em nói là lúc mà chị trật mưa trật té kìa. Dạ. Sao? Thì chỗ chính giữa đó văng vô bên chỗ kề đại kế mới ngủ. Chính giữa chỗ mới gần chỗ mấy anh đứng nãy đó.
có cái đường đất sét đó. Dạ. Dạ, đứng văng vô gần chỗ miếng ngủ đó. Chị đi bộ hay đi xe? Đi bộ. Trật té. Dạ. Văng vô miếng ngủ. Gần mấy miếng ngủ đó thôi. Thì chị có sao không? Dạ. Hôm nó bị chày chút. Dạ. Dạ. Rồi văng cục pin luôn. Dạ. Lúc đó điện thoại đó là chị mua ở đâu? Mua ở dưới chỗ Phượng Toàn. Phượng Toàn ha. Dạ. Mua điện thoại cũ lại. Dạ, người ta bán 1 triệu luôn cái sim là 1,5 triệu. Luôn cái sim là 1,5 triệu. Dạ, sim Việt Nam Mobile. Ừ. Em nhớ điện thoại chị có xài ốp lưng mình không? Có thì coi như có ốp lưng đó. Không có. Ốp lưng. Có cái ốp lưng á là không có không có bị hở cái màn hình này. Còn nếu mà không có rải cái ốp lưng là nó hở. Còn cái này là nó văng cục pin chứ cái đó ra luôn cái màn hình ngoài trước đó. Nó văng ra, ốp lưng thì vẫn còn. Giờ em mới khử ra lụm, em với để với chồng em ra gọi kiếm thì lụm khử ra. Em khử ra đang lụm cái lấy cái sim lên. Chồng mới mua cái điện thoại sao cư lộn sao mà nó đập điện thoại như vậy? Món quà của Mạnh Thường Quân. Của anh Phong cho, em cũng hằng ngày em đang cũng dặn anh Phúc. Dạ. Hằng ngày em cũng dặn anh Phúc, anh nói của anh Phong cho, lỡ anh Phong hỏi không biết nói sao. Trội vô tường luôn. Dạ. Trội vô tường nó có hư màn hình không? Nó lúc đầu em nói gắn không được, em tưởng đâu hư rồi, em chửi anh Phúc quá trời chửi. Tới hồi anh Phúc anh làm, anh lấy gắn, anh lấy tay, anh làm sao đúng không xong, mà nó xài được mà màn hình nó cà giật, chết nhá. Ừ. Vậy giờ chứ xài điện thoại cùi bắp luôn, chứ xài kia hai chồng cự trọi nữa. Em không biết nói sao á, sao mà mình xài tiết kiệm tí xíu chứ sao mà phí quá. Một là cái điện thoại mới cho đây, cách đây là khoảng hơn gần tháng. Rồi lúc đầu đập văng cái điện thoại rồi sau đó là rớt rồi banh luôn cái điện thoại luôn. Mà trong vòng tháng là phải nói là từ ngày Phong gặp chị ở dưới gầm cầu đến giờ khoảng tháng. Mà em ít nhất là em biết thì cái số tiền mà nó mất đi là khoảng hơn 5 triệu. Chính xác là như vậy. Hơn 5 triệu. Lúc đó chị Tiên Cưng mua chiếc xe 4 triệu đúng không? 6 triệu mấy đặng. Rồi còn tiền này tiền kia nó, nếu mà đưa tiền nó, ít nhất là tiền mặt là khoảng hơn 5 triệu. Tại vì lúc mà mướn nhà là em đưa cho chị nhiêu nữa? Ừ. 1,000,000. 1,000,000. Đó. Ừ. Rồi sau đó em đưa cho chị 600 nữa là 1,6 triệu. Dạ. 606 là 1,6 triệu. Hôm qua em đưa cho chị 1 triệu nữa là 2,6 triệu. Rồi tiền Phong đưa cho chị tiền mặt nhiêu xài nữa? Ừ. Đưa đóng tiền nhà 7,2 triệu. Đưa tiền mặt cho chị á? À, là 9,7 triệu. Dạ. 9,7 triệu. 9,7 triệu. Lãi lại 4 triệu. Nói chung là nó cũng khá nhiều tiền. Dạ. Em ở đây thì em không phải là soi mối cái chuyện là vì dạ. Sao lại có chị có bao nhiêu tiền. Em không có nói cái chuyện đó. Nhưng mà tại vì số tiền của Mạnh Thường Quân cho mình, mình phải sử dụng cho nó hợp lý tí xíu và tiết kiệm tí xíu. Có gì cô bác với anh chị là nói vừa hồ là tại sao lại soi mói cái chuyện đời tư tiền bạc. Nhưng mà không phải. Này là em muốn là cho nó, cho chị nó xài tiền hợp lý nhất có thể. Tại vì Mạnh Thường Quân người ta thì cũng gửi tiền cho chị thì muốn chị phấn đấu vươn lên, chứ không phải là mình bao nhiêu rồi mình hết bao nhiêu. Nghe Phúc nói cái xe bị hư gì không được? Không. Cái đó bên xe thì anh không có gần, không có biết. Thôi thì bây giờ như thế này, chiều nay đợi Phúc về rồi xử lý tiếp, em điện được chi tiên xử lý tiếp. Dạ. Chứ bây giờ em cũng không biết đường xử lý, bây giờ khám bệnh thì không được. Không có Phúc, không đi khám, nên là nữ là ai sẽ là người rồi gần bên chị đi chạy đi phòng này đi phòng kia. Dạ. Ha. Bây giờ uống miếng trà đường đi cho nó hồi phục lại sức. Uống đi chị. Lại có xét nghiệm. Còn ngày mai nếu như mà có khi nào mà em cho hay á là không ăn sáng. Ha. Không ăn sáng có bệnh nó mới chính xác. Rồi còn bây giờ chắc có lẽ là mấy anh em xin kết thúc cái câu chuyện của Kỳ Duyên như thế này. Thì có thể là tụi em sẽ gặp Phúc sau, rồi sau đó sẽ có phương án tiếp theo ha.